Ê, xin chào tất cả mọi người. Nếu đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người đi cùng đồng hành các bạn trong quá trình các bạn chơi tựa game The Battle Card cũng như là những khó khăn mà các bạn phải khi chơi cái game này. Thì hôm qua sau khi mà mình dùng cái video đánh Decisive Battle ở sau thứ hai thì mình đã khó khăn và nhọc nhằn để qua được ván này. Và chỉ được score là 827 thôi, tức là nó cực kỳ khó, thậm chí mình cũng không đủ để đánh được một cái rare ticket, à một cái cut ticket bình thường thôi. Tức là cái này nó cực kỳ khó luôn, nó khó ở cái sau thứ ba này thì khi mà các bạn ra dù cái con bạn nó có trâu đến mức nào, mình có mang cả Octopus Cat là một con cực kỳ trâu đối với các con floating thì nó cũng một phát là chết luôn. Đấy, đấy là vấn đề. Và mình đã quyết định dừng lại sau khi mà mình chơi đến bàn cuối cùng. Bàn này mình đánh nhiều nhất được 7%, ai em 70%. Nói chung là nó đánh một phát là các bạn chết hết tất cả mèo luôn, kể cả dù mèo của bạn có trâu đâu. Thì hôm nay mình sẽ chơi một ván. À, còn một cái ảnh nữa thì tối qua mình cũng chơi thử thì mình đã nhận được cái con hươu rồi. Đây, để mình sẽ cho các bạn xem một con hươu đấy nhá. Và đặc biệt là sau khi mình chơi thử thì mình nhận ra con hươu đấy hồi cực kỳ nhanh luôn, còn mình không biết nó khỏe hay không. Hôm nay mình sẽ chỉ chơi con ấy thôi nhá, đây là một video vui vẻ thôi, ok. Nếu mà các bạn thấy quá nghiêm túc và quá mệt mỏi thì các bạn có thể không xem video của mình, hoặc là các bạn xem mang tính giải trí thôi. Đây chính là cái con đấy, giraffe. Bạn nào mà hôm qua mình đã chơi khoảng độ tầm 7-8 bàn, chơi lại đúng cái bàn easy rồi. À mà cái này mình chỉ thắng được đúng một sao, tại vì nó khó hơn cả mấy cái kia ấy. Thì mình chỉ đánh được một sao thôi. Đấy, thì mình không biết con này nó khỏe không, hôm nay mình sẽ chỉ chơi con này thôi. Đặc biệt là con này nó hồi cực nhanh. Đây, mình sẽ cho các bạn xem thử cái đấy nhá. Và hôm nay mình sẽ cho con này solo với XP. À đâu, đùa ấy, cái này khó lắm. Mình sẽ cho nó solo với cả cái face nhá. À, chính là cái này, chính là cái con mặt này. À, một chút review nhỏ, tại vì cái mấy cái này mình sẽ chơi full toàn hươu rồi. Video chỉ mang tính giải trí, tại vì hôm nay mình rất chán. Thực ra mình ngồi cày XP, mình xem. Đây các bạn nhìn này, nó hồi cực kỳ nhanh luôn ấy. Nó hồi nhanh vãi chưởng ấy. Đây, mình gọi một con hươu ra này. Mình gọi được một con hươu này ra thì mình đã gọi được hai con hươu này rồi. Thề, nhưng mà con này hình như hơi yếu rồi này. À, dĩ nhiên nó yếu tại vì nó mới có level 10. À, cái này mình sẽ gọi toàn con này ra nhá. Này, gọi một con sư tử ra thì mình đã gọi được hai con hươu rồi. Nhìn buồn cười đấy chưa, yếu nữa chứ, yếu lắm ấy. Không biết được cái level 30 nó như nào nhưng mà hơi tốn XP. Thứ nhất là thứ hai là chả biết nữa. Để đánh mãi không ăn thua nổi con kia. Đẹp. Đó, đã một chút review của mình về con hươu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên và mình sẽ chơi một ván chỉ gọi đúng con ấy thôi. Ok. À, nó là tầm cuối này. Đâu nhỉ? Đây. Lên level đi. Rẻ vãi xưởng. Thôi mình đùa ấy, không rẻ nào. Ok, con này đã lên level 30 nhá. Mình không biết nó khỏe không không. Hai con này mình sẽ không chơi, ok. À, mình còn có con hươu special ở trong này nữa. Ơ chết, bấm nhầm. Đây, xấu với trưởng nhà được cái rẻ. Ok. Vẫn còn đủ 8 triệu XP ấy. À mà mình vừa lên neutral rank rồi. Hay, xem nào. Không có gì. Red Cat. Bây giờ có thể nâng lên level 40. Wow, 40 cộng. Tiếp theo là
Ok, không quan tâm. À, ván này mình chỉ chơi con đấy thôi nhá. Ngáo lắm rồi ấy. À, dù sao thì mình cũng đang cần cái head full cat. Head full. Đây mình sẽ bỏ hết mấy con này ra nhá. Mình sẽ bỏ hết mấy con này ra. Ván này sẽ chỉ có hươu thôi. Không con nào khác hươu ở đấy. Ok. Tất cả đều là hươu. Cho con này lên đầu đi, tại vì nó trẻ con. Nên để sư tử không nhỉ? Thôi cho thành hươu nó đi. Đấy. Tất cả đều là hươu. Mình xem con đấy mình đang level 30 nó có khỏe không. Mình rất háo hức có con ý. Đây. Xem một đập một mạnh không. Yếu vãi. Yếu vãi nổi thì à, không giết được con lợn nữa. Mà nó thể yếu thế nhỉ. Thế sao nó yếu ấy? Tại sao? Mày rẻ để làm gì? Trời. Ra cắn nó phát chết này. Ui. Vãi. Xem ba lô rồi thắng. Kỳ vậy. Ừ. Yeah. Con lại yếu ấy rồi. Ok, đây là một sai lầm của mình khi nâng cấp con này level 30. Màn solo quá ngáo. Trời ơi. Chúa ban phước. À, để anh trợ giúp em thêm một vài em hươu con bé xíu nữa. What? Cú te ấy. À. Ôi ôi lại. Đánh đến ngày mai mất. Thật đấy, đánh đến ngày mai mất. Con này yếu quá. Chả sao mẹ làm clip như thế này. Ê, cuối cùng thắng. Phải trưởng. À, đấy nó level 30 rồi đấy. Level 10 không biết đánh nó bao giờ. Ok. Tao nhìn trụ nó tụt theo từng số một kìa. Tao không tụt vài chục thì thôi. Ủ thân mấy con hươu. Mấy con này phế quá. Ván này đánh tận 2 phút liền. Ok, thế mình sẽ cho tất cả hươu của mình ra xem. À mà máy mình bây giờ cũng còn bị đang... Đấy, mình không bấm gì á, máy mình nó đang bị loạn cảm ứng ấy. Eo, một con hươu không giết nổi con lợn. Giết... Ok, nó giết được con rắn, ok, hay. Nó giết được mỗi con rắn. Được, được. Được. What the fuck. Từ mình để cái này đây. Máy mình lỗi cả mình luôn. Để gọi hết đống hươu ra. Chết gọi nhầm. Ván này có vẻ nhanh hơn đấy. Nhiều hươu quá. Úi giời. Nửa phút. Eo nhìn. Nhìn cái đống này. Ok. Ok, một chút vui vẻ nghịch ngợm của mình để cho các bạn có thể thấy thư giãn.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ngồi kể XP. À, và hẹn gặp lại các bạn ở trong ngày thứ 21. Ngày 21 mình sẽ cố gắng đạt đủ và cố gắng quay lại được một con Uber nó chất lượng hơn chứ không phải như con vừa rồi. À, tạm biệt các bạn nhé, bye bye.